trung bình quạt em ù. Trong củ của bố mày ngon hơn, đọ xem thằng nào kỹ thuật ngon hơn không. Trung bình quạt Liverpool. Trong củ của bố mày ngon hơn, đọ xem thằng nào ghi nhiều bàn hơn không. Trung bình quạt Chelsea. Trong củ của bố mày sẽ ngon hơn. Thôi cãi nhau làm gì anh em, thích thì làm ngay quả so sánh xem tầm ảnh hưởng của mấy con vợ bên trên. Chúng ta có 3 thí sinh: trong củ của Liverpool Darwin Núñez, trong củ của Manchester United Antony, và trong củ của Chelsea Mikhailo Mudrik. May quá, toàn tiền đạo với tiền đạo cánh, đều là cầu thủ tấn công cả. À mà trước khi đi vào video thì đính chính luôn là Mikhailo Mudrik chỉ tiêu tốn của Daddy Todd Bowley 70 củ euro thôi nhé. Nhưng trong video này thì tôi cứ dùng cụm trăm củ cho giống với nu nóng và thợ xoay Copa. Toàn cầu thủ tấn công thì đầu tiên phải xét về khả năng đóng góp cho mặt trận tấn công trước đã. Xét kiểu này thì hơi thiệt cho Antony và Mudrik vì cả hai đều là tiền đạo cánh. Chưa kể ông nhõi Mudrik mới chỉ đến Chelsea từ mùa đông. Darwin Núñez trong ban đầu thì có vẻ là bản hợp đồng có mùa xịt cao nhất, toàn chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội, mà còn ăn ngay cái lì xì ở trận hòa một đều với Crystal Palace nữa. Thế nhưng, sau giai đoạn đầu mùa buôn gỗ như Timo Werner thì Núñez đã chơi ổn định và nổ súng đều đặn hơn nhiều. Về số bàn thắng thì Núñez là vua, với 8 bàn cộng thêm 3 kiến tạo có được trong 20 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Các bàn thắng của tiền đạo người Uruguay chủ yếu đến từ những tình huống săn tìm không gian khôn ngoan rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Tất nhiên, cựu chân sút Benfica vẫn cần chỉnh ống ngắm nắn nót hơn nữa trước khi vùng trần để quả hiệu số âm 4,53 giữa bàn thắng và bàn thắng kỳ vọng nhỏ dần. Trong củ của Liverpool là vậy, còn trong củ của Man United là Antony mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn sau 14 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Ten Hag mua Antony về để giải quyết vấn đề về đầu ra bàn thắng bên cánh phải, khi ông cần một cầu thủ có khả năng tự làm tự ăn, vừa biết dê vừa biết sút. Tuy vậy, thành tích với 3 bàn và không kiến tạo từ đầu mùa với một bản hợp đồng trong củ trông cứ sai sai. Nếu chưa chắc ăn thì cứ nhìn vào thống kê vậy, không lấy thống kê liên quan đến bàn thắng nhé, không lại bảo là thiên vị Núñez. Thông số kiến tạo kỳ vọng của Antony chỉ vỏn vẹn 0,07 mỗi trận, đứng ở phân vị thứ 16. Tương tự là thông số về key pass, với chỉ vỏn vẹn 0,92 mỗi 90 phút, đứng ở phân vị thứ 26. Bỏ cả trăm củ ra mua tiền đạo về mà ghi bàn thì ít, kiến tạo thì nhỏ giọt như mưa ở Hà Nội mấy hôm nay thì nó có kiểu gì ấy anh em ạ. So Antony với những cầu thủ ở cùng vị trí như Bukayo Saka của Arsenal, Riyad Mahrez của Man City, hay cả một gương mặt đã hỗ trợ nhiều như Dejan Kulusevski của Tottenham thì cũng thua xa. Trường hợp của Antony có phần nào đó giống với Nicolas Pepe, bản hợp đồng kỷ lục của Arsenal năm nào. Cũng là một tiền đạo đá cánh phải thuận chân trái, cũng là một cầu thủ ưa thích cầm, giữ bóng và thực hiện những pha dây dắt rồi dứt điểm, và cũng gặp khó khăn khi chơi bóng tại EPL. Mà kết cục của Pepe ra sao ở Arsenal thì anh em cũng biết rồi đấy. Cuối cùng là trăm củ của Chelsea, Mikhailo Mudrik. Hơi đen cho Mudrik là mẫu trận của cầu thủ người Ukraine bé quá, nên tôi chưa rút ra được quá nhiều thứ. Đó là chưa kể, mỗi khi ra sân, Mudrik phải nhờ spotlight không ít cho Joao Felix hoặc Raheem Sterling, những cầu thủ đang là chủ công của Chelsea hiện tại. Cựu tiền vệ Shota cũng chưa có được bàn thắng nào trong màu áo của The Blues, dù cậu cũng đã chơi tương đối nỗ lực mỗi khi được tin tưởng. Sắp tới, khi Potter có vẻ đã chán việc thử nghiệm và quay trở lại với sơ đồ back three như dưới thời của Thomas Tuchel, người trấn an cánh trái của Chelsea nhiều khả năng sẽ là Ben Chilwell, một cái tên có khả năng di chuyển hoán đổi vị trí linh hoạt và sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho Mudrik để cậu có thể hoạt động ở khu vực biên trái ưa thích. Ở khía cạnh đóng góp và tấn công này thì pháp sư tôi chấm Núñez 4 sao trên 5 sao, Antony 3,5 trên 5 sao, còn Mudrik thì phải cần thêm thời gian. Thôi cứ cho 3 trên 5 sao ủng hộ ông nhói đi. Sau tấn công thì là phòng ngự. Thời buổi này mà một cầu thủ tấn công không đóng góp được gì trong mặt trận phòng ngự của đội nhà thì cũng khoai ra phết. Cứ nhìn Paris Saint-Germain tại UEFA Champions League mùa này là biết. Về khoản phòng ngự thì Darwin Núñez lại ghi điểm. Thực tế, tiền đạo người Uruguay ở trong một hệ thống mà không biết pressing cũng không được. Jurgen Klopp đã từng biến Roberto Firmino, Sadio Mane rồi Mohamed Salah trở thành những cỗ máy pressing trên tuyến đầu. Giờ thì đến lượt hai tấm chiếu mới Darwin Núñez và Cody Gakpo. Tiền đạo người Uruguay với nền tảng thể lực dồi dào và tốc độ trời phú là một công cụ đắc lực ở mặt trận phòng ngự của The Reds. Anh em xem Liverpool nhiều sẽ thấy Núñez rất chăm check back, thậm chí còn lùi về ở cả tận phần sân nhà để gia tăng quân số phòng ngự cho đội. Chưa hết, với chiều cao 1m87 và khả năng chơi đấu ấn tượng, cựu chân sút Benfica còn là một phương án giải vây trong các tình huống phòng ngự bóng bổng của lữ đoàn đỏ. Tất cả những gì mà Núñez có là thứ mà Antony không có. Ông Antony này thì bị một cái là gần như chẳng đóng góp được gì trong giai đoạn phòng ngự của Man United,
không đến mức đi bộ hay gai lúc đồng đội gây áp lực, nhưng ảnh hưởng của tiền đạo người Brazil trên mặt trận pressing của MU là rất ít. Nhìn Wood Weghorst hay Marcus Rashford hùng hục di chuyển, mà quay sang nhìn Antony thì... Cựu sao Ajax tỏ ra khá hời hợt khi áp sát cầu thủ có bóng của đối phương, cũng như không mặn mà với việc lùi về để hỗ trợ đồng đội phòng ngự ở cánh. Ví dụ dễ nhận thấy nhất là trong màn thảm bại 0-7 của Man United trước Liverpool. Không biết là Antony có quá tin tưởng vào khả năng phòng ngự của đồng đội Diogo Dalot bên cánh phải hay không, mà anh để cho hậu vệ người Bồ một thân một mình đối mặt với cả Andrew Robertson lẫn Cody Gakpo. Tất nhiên, không phải là trận nào MU của Antony cũng phải gặp Liverpool, nhưng rõ ràng khả năng hỗ trợ phòng ngự hạn chế của số 11 khiến cho cánh phải của Quỷ Đỏ trở nên mong manh hơn trông thấy. Nếu như Wan-Bissaka đá chính còn đỡ, chứ cứ cho Dalot đấu 1-1 hoặc 1-2 với cầu thủ tấn công của đối phương thì hỏng. Tất nhiên, nếu như là hạt nhân của đội thì Antony có đặc quyền là không cần phải lùi về phòng ngự quá nhiều, mà cứ ở trên đội bóng rồi phản công thôi. À mà Antony sẽ trở thành hạt nhân nếu như Rashford chơi bóng rổ, còn Bruno Fernandes chơi bóng chuyền. Cứ đợi đi nhé. Trong khi đó, tâm chiếu mới Mikhailo Mudryk cũng đang dần phải làm quen với việc di chuyển để gây áp lực đồng bộ. Tiền vệ người Ukraine tương đối tích cực di chuyển, nhưng còn thiếu độ ăn khớp với đồng đội để phong tỏa được các ý đồ luân chuyển bóng của đối phương. May mà giờ người đá cánh trái thường xuyên của Chelsea sẽ là Ben Chilwell, chứ không phải là Marco Kurela, chứ không thì cũng giống như trường hợp của Dalot của MU ở trên. Riêng về khoản phòng ngự thì tôi chấm Nunez 3,5 sao trên 5 sao, Antony 2 sao trên 5 sao, còn Mudryk 2,5 trên 5 sao. Darwin Núñez là một trong nhiều mảnh ghép mà ban lãnh đạo Liverpool chiêu mộ để dần thay thế bộ ba nguyên tử Salah, Firmino, Mane. Tất nhiên, việc vừa sử dụng cả Salah lẫn Núñez, thậm chí còn thêm cả Gakpo sẽ khiến cho Klopp phải điều chỉnh cách vận hành của hệ thống. Salah thì vẫn là Salah, Gakpo hoặc Jota được quy hoạch để thay thế cho Firmino, còn Núñez thì đương nhiên là không phải mẫu cầu thủ giống như Mane. Tuy vậy, thì tiền đạo người Uruguay vẫn đang chơi tốt và có những đóng góp đáng kể lên cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự của The Reds. Hỏi mức độ phù hợp từ đầu mùa thì tôi sẽ chỉ cho thương vụ Núñez sang Liverpool này 3 sao trên 5 sao mà thôi, nhưng sau khoảng 2/3 mùa thì cho 3,5 sao nhé. Trong khi đó, trường hợp của Antony thì lại tương đối trái ngược. Về mặt chiến thuật, Antony là một bản hợp đồng cần thiết của Man United. Tiền đạo người Brazil được đưa về để giải quyết bài toán đầu ra bàn thắng bên phía cánh phải, vốn là thứ mà một Jadon Sancho thiếu ổn định và một Anthony Elanga thiếu kỹ năng chưa làm được. Lối chơi của Man United hiện tại với miếng đánh overload to isolate từ trái qua phải cũng đang tạo hết điều kiện để tiền đạo người Brazil có thể tỏa sáng. Tuy vậy thì những gì mà số 11 thể hiện là chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng đó. Thế nên, nếu nói về lý thuyết thì Antony là một bản hợp đồng phù hợp nếu xét về vai trò, bộ kỹ năng và những gì mà thợ múa Samba này thể hiện tại Ajax. Tuy vậy thì thực tế trên sân lại chỉ ra điều ngược lại. Dẫu vậy, hiện tại ở MU cũng không ai có khả năng độc lập tác chiến và gây đột biến từ cánh phải như Antony cả. Với Antony thì pháp sư tô chấm 3,5 trên 5 sao. Nếu cải thiện các con số về bàn thắng và kiến tạo thì may ra mới lên được 4 hoặc 4.5 sao. Cuối cùng là Mikhailo Mudryk. Khác với Núñez hay Antony đang có thời gian thi đấu tương đối ổn định thì câu chuyện của Mudryk lại cồng kềnh hơn. Nói chung là hơi đen cho đàn em của Zinchenko. Cú cậu thì chỉ mới chân ướt chân ráo sang EPL mà đã phải đụng với toàn thú dữ, mang mác gần trăm củ. Thế nhưng dù gì Mudryk cũng chỉ mới nổi tại Ukraine trong khoảng một mùa giải rưỡi đổ lại đây. Trong khi đó, vị trí của cậu ở Chelsea hiện tại toàn là các dân anh chị có kinh nghiệm xăm trổ đầy mình. Raheem Sterling, Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Joao Felix, tân binh Nonu Madueke. Chưa kể mùa hè tới tổ đội này còn kết nạp thêm Christopher Nkunku nữa. Thế nên, cứ cho là Mudryk có thể chơi tốt trong hệ thống của Graham Potter, thì tôi cũng không dám chắc rằng cầu thủ này có đủ thời gian thi đấu để phát tiết hết khả năng. Mà bỏ tới 70 củ euro cho một cái tên còn chưa biết mình có suất đá chính thường xuyên thì rõ là phí tiền. Thế nên, phù hợp thì có thể phù hợp đấy, nhưng cần thiết thì không. Với thương vụ Mikhailo Mudryk này thì tôi cho 2,5 trên 5 sao thôi. Vốn là 3 nhưng trừ 0,5 còn 2,5, vì chắc gì thằng cu này đã có cơ hội đá chính nhiều. Tôi học chuyên thể dục nên hơi rốt toán, anh em làm hộ tôi một vài phép cộng với. Đầu tiên là trăm củ của Liverpool, Darwin Núñez, với tổng số điểm là 4 cộng 4 cộng 3,5 là 11,5 sao trên 15 sao. Thứ hai là trăm củ của Man United, Antony, với tổng số điểm là 3,5 cộng 2 cộng 3,5 là 9 trên 15 sao. Thứ ba là trăm củ của Chelsea, Mikhailo Mudryk, 3 cộng 2,5 cộng 2,5 là 8 sao trên 15 sao. Tất nhiên, so sánh kiểu này thì hơi bất công cho Mudryk vì tiền vệ người Ukraine mới chỉ cầm bế Stamford Bridge vào mùa đông,
thế nên cơ hội ra sân là chưa có nhiều. Với Darwin Núñez thì đây là bản hợp đồng trăm củ mà mùi trăm củ nhất trong bộ ba trên. Dù tất nhiên chưa đến mức đắt sắt ra miếng, nhưng những gì mà cựu trợ sút Benfica thể hiện là rất đáng khen ngợi. Antony thì trái ngược với Núñez. Về lý thuyết thì đây là bản hợp đồng mà tôi nghĩ là phù hợp nhất và gãi đúng chỗ ngứa nhất của câu lạc bộ chủ quản. Tuy vậy, màn trình diễn trên sân của Antony có vẻ lại đang khiến cho người hâm mộ hình dung về một cú lừa triệu đô nữa. Cuối cùng là Mikhailo Mudryk. Về cơ bản thì điểm số của Mudryk trong video này là khá chung chung, vì đơn giản là cậu ta thi đấu ít quá. Tuy vậy, với quan điểm cá nhân của tôi thì Mudryk là một bản hợp đồng theo kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Chelsea. Hy vọng là trong giai đoạn còn lại của ngoại hạng Anh, Mudryk sẽ được đá chính thường xuyên hơn để tôi còn có cái mà viết. Thế nhé, tranh cãi đến đây là tạm dừng. Thân ái và chào quyết thắng.